Hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại gửi tới quý thính giả một câu chuyện đầy cảm xúc như thế này. Đúng gần ngày cưới, vợ trẻ bị tai nạn nằm liệt giường khiến bố ngất lịm đi xin hủy hôn. Nhưng hành động của chú rể khi ấy khiến cả nhà rớt nước mắt. Và chi tiết của câu chuyện ra sao, sau đây kính mời quý vị các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Em tự hỏi, làm sao tin vào nhiệm màu đây? Tai nạn đến bất ngờ khiến đôi chân em không thể di chuyển được nữa. Khi viết những dòng tâm sự này, em vẫn chưa tin vào những gì mình đã trải qua. 2 năm kể từ ngày định mệnh ấy, em đã từng giành giật cơ hội sống, đã từng muốn buông xuôi. Nhưng sau tất cả, em may mắn hồi phục và có thể ngồi đây để kể về câu chuyện của mình. Giờ này 2 năm trước, em và chồng đang tất bật để chuẩn bị cho đám cưới của mình. Bọn em đã yêu nhau 4 năm mới đi đến hôn nhân. Vì thế với em, khoảng thời gian đó chính là thời điểm thích hợp nhất để trở thành vợ chồng. Em nhớ ngày hôm ấy, trời mưa rất to. Em lấy xe sang nhà bạn để gửi thiệp mời đám cưới. Nhưng không may, một chiếc ô tô bị hạn chế tầm nhìn nên đã đâm vào xe của mình. Kết quả, em đến bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Người em rơi vào tình trạng vô thức. Sau 8 tiếng nằm trong phòng mổ, em được đẩy ra ngoài với những dây nhợ chằng chịt và vết thương rất nặng. Chồng em kể, khi ấy nhìn em, mẹ đã ngất lịm, còn bố đẻ của em đứng không vững. Ông loạng choạng đi ra một góc hành lang, rồi nói với chồng em: "Con bác dở như thế này, phải hủy hôn thôi." Những ngày tháng sau đó, em tỉnh lại và bắt đầu có ý thức, nhưng cảm giác nửa thân dưới gần như không còn. Em nhớ như in lúc bác sĩ vào nói: "Khả năng cao nửa đời sau này em sẽ sống với chiếc xe lăn." Một người con gái tràn trề tuổi thanh xuân, tương lai rộng mở, bỗng nhiên phải nằm trên giường. Điều đó làm trái tim em đau đến nghẹt thở. Nằm trên giường bệnh, em thều thào nói với chồng: "Em không còn xứng với anh nữa. May mà bọn mình chưa cưới. Hủy hôn đi, rồi anh sẽ gặp được một người khác." Chồng em nhìn thẳng vào mắt vợ, anh quả quyết: "Không, anh đã hứa sẽ chăm lo cho em thì nhất định phải làm. Em yên tâm, dù chặng đường phía trước khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ cùng em vượt qua tất cả." Những ngày tháng sau đó, anh đã ở bên em, nhìn em hồi phục từng ngày. 2 năm qua, em trải qua vô số lần vật lý trị liệu, nhưng chưa bao giờ chồng em vắng mặt trong những buổi tập đó. Khi em đau đớn đi những bước đầu tiên, anh là chỗ dựa duy nhất giúp em có thêm sức mạnh. Tình yêu thật là mãnh liệt mọi người ạ. Kể từ khi có biến cố xảy ra, em tưởng chừng mình sẽ không thể như người bình thường. Vậy mà bây giờ, những bước đi của em cũng bắt đầu vững chắc hơn. Chặng đường phía trước của em còn dài lắm, sẽ phải mất rất lâu em mới đi được như người bình thường. Nhưng ngày hôm nay, em và chồng đã đi đăng ký kết hôn, đặt bút ký lên trang giấy ấy. Trong lòng em sung sướng vô cùng. Có lẽ cuộc đời em lựa chọn đúng đắn nhất là quyết định làm vợ của anh. Các anh chị ạ. Vâng, một câu chuyện tình yêu đầy cao cả và đầy cảm xúc mà người phụ nữ đã chia sẻ lại như thế này. Cũng mong rằng quý vị đưa ra những lời nhận xét, bình luận, chia sẻ. Và tiếp theo kính mời quý vị các bạn lắng nghe câu chuyện thứ hai. Đang rực lửa đêm tân hôn, chồng bất ngờ cúi xuống đẩy ngã xuống giường, trừng mắt nói một câu khiến vợ trẻ bỏ chạy. Lúc nãy
mẹ em gọi điện, bà hỏi cảm giác khi làm cô dâu mới như thế nào. Em chẳng biết nói gì, giọng còn nghẹn ngào nói dối rằng nhà chồng đối xử với mình tốt lắm. Kỳ tình, em đang ở nhà bạn thân, còn chồng em chẳng biết bây giờ anh ấy đang đi uống rượu với bạn hay là nằm ở nhà đắp chăn ngủ nữa. Chuyện tình cảm của em lận đận lắm. Trước đây em từng lỡ dại có thai với người yêu cũ. Anh ta vốn dĩ không thật lòng yêu em, vì thế biết em có thai, anh ta đã ngay lập tức chối bỏ trách nhiệm. Thú thật lúc ấy em không có kinh tế, bản thân cũng chưa đủ tự tin làm mẹ, nên đã quyết định phá bỏ cái thai. Tuổi trẻ bồng bột, em chỉ nghĩ rằng làm vậy để giải thoát cho con, bởi nếu em không có điều kiện, sinh con ra chỉ làm con thêm khổ. Hôm em làm thủ thuật, bác sĩ cũng khuyên em rất nhiều, nhưng em vẫn quyết tâm làm, bởi em không đủ dũng khí để làm một người mẹ đơn thân. Sau khi bỏ đứa bé ấy, em đã xin việc chỗ khác. Nửa năm trước, em và chồng chính thức yêu nhau. Trong mắt chồng em, anh luôn nghĩ em là một người thuần khiết và trong sáng, bởi khi yêu nhau, em luôn giữ mình và không cho chồng đi qua giới hạn. Sợ chồng thất vọng vào đêm tân hôn, trước khi làm đám cưới, em đã thú nhận mình đã từng ăn nằm với người yêu cũ. Chồng em bất ngờ lắm, anh hỏi em còn giấu anh chuyện gì nữa không. Thấy chồng mình quá căng thẳng, em không dám nói đến chuyện đứa con mà mình đã từng phá bỏ. Còn chồng em sau 3 ngày suy nghĩ, anh quyết định tha thứ cho những chuyện mà vợ đã giấu kín. Chuyện đã không có gì cho đến hôm nay, cũng là ngày cưới của vợ chồng em. Để chuẩn bị cho đêm tân hôn, em đã mặc một chiếc váy đỏ gợi cảm đợi chồng về. Sau khi đi ăn với bạn, chồng em trở về nhưng bộ dạng của anh khác hẳn trước đó. Anh đẩy em ngã dúi xuống giường, rồi trừng mắt. Cô đã từng phá thai phải không? Định giấu tôi đến bao giờ nữa? Bạn tôi chính là người đã làm phẫu thuật cho cô đấy. Nghe chồng nói, em xấu hổ quá nên vơ vội chiếc áo choàng bỏ chạy. Khi đến nhà bạn thân, em chỉ dám kể lại giận vì chồng uống say, chứ chẳng còn mặt mũi mà nhận mình là người sai trước. Giờ là đúng 11 giờ đêm, em vẫn không thể nào chớp mắt được khi nghĩ đến chuyện mình đã giấu chồng một chuyện động trời. Em không biết phải làm sao để chồng chịu lắng nghe và tha thứ cho mình nữa. Các chị có thể giúp em được hay không? Vâng, hai câu chuyện có hai hoàn cảnh, hai chủ đề khác nhau, và tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe để đưa ra những lời nhận xét, bình luận cũng chia sẻ hai câu chuyện này. Tôi rất là cảm ơn. Và đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên các kênh của tôi. Xin chào, tạm biệt.